Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào soạn thảo một cái quyết định. Các em nhìn thấy cái văn bản thầy chia sẻ chưa ạ? Rồi. Ok, bây giờ thầy sẽ chụp cái văn bản này, sau đó thầy sẽ gửi vào trong nhóm cho các em nhé, để các em nhìn tiện theo. Bạn nào nhập được nhanh thì nhập, còn chúng ta sẽ nhập tuần tự nhé. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách nhập để cho nó đẹp nhé. Nhập cũng phải có kỹ thuật nhé, để cho nó đẹp. Bây giờ các em mở giúp thầy một cái file Word mới đi. Chúng ta sẽ đi từ một cái file Word mới, sau đó chúng ta lưu file Word như thế nào rồi các kiểu nhé. Nào, các em mở một file Word mới cho thầy. Thầy đã mở lên một cái file Word mới rồi. Bước đầu tiên các em lưu cái file Word trước đã. Trước khi các em làm, các em lưu file Word bằng cách nhấn Ctrl+S. Được chưa ạ? Các em chọn đến ra bên ngoài, bây giờ thầy chọn ra desktop nhé. Thầy đặt tên nó là soạn thảo quyết định K42. Được chưa ạ? Sau đó thầy chọn đến Save As Type là 972003, để sau này tất cả các máy khi em gửi đến thì đời nó thấp hơn, Office của họ thấp hơn, họ vẫn có thể đọc được cái văn bản của chúng ta nhé. Sau đó nhấn Save. Đấy, đây là bước đầu tiên các em cần phải làm. Bước đầu tiên, bước 1, đấy là mở file Word mới, sau đó nhấn Ctrl S để lưu. Đấy. Và nhớ là khi lưu chọn 97-2003 cho thầy. Ok chưa các em? Ok, các em có thể tải cái hình ảnh về, xong các em chia đôi cái màn hình giống như thầy đây này. Hôm trước thầy hướng dẫn các em chia đôi màn hình rồi đấy. Đấy. Rồi, bước tiếp theo, bước 2, đấy là lựa chọn khổ giấy kiểu soạn thảo. Nào, bây giờ lựa chọn khổ giấy và kiểu soạn thảo thì các em sẽ vào phần layout cho thầy. Vào layout. Được chưa ạ? Vào layout, các em có nhìn thấy cái chữ size ở đây không các em? Các em kích vào chữ size này, các em chọn khổ giấy A4 cho thầy. Sau đó các em kích vào Orientation, các em chọn Portrait. Chúng ta soạn thảo một cái hợp đồng lên, quyết định lên, chúng ta sẽ chọn khổ dọc nhé. Còn ví dụ như bạn nào làm bảng chấm công hay các kiểu, các em sẽ phải chọn kiểu ngang này nhé. Được chưa các em? Xong chưa? Được. Sau đó các em có nhìn thấy một cái ô nhỏ nhỏ ở góc bên tay phải của cái page setup không ạ? Kích vào đây. Đấy, các em mở lên nó như thế này cho thầy. Các em định dạng cho thầy chỗ đoạn top này là 2 cm, cái này là 1,5, cái này là 3 cm, cái này là 2 cm và cái này là 1,5 cm. Đấy. Sau đó quay sang paper, kiểm tra lại xem nó đã là khổ giấy A4 chưa. Chọn khổ giấy A4 cho thầy. Đấy, làm định dạng giống như này cho thầy. Cái định dạng này là định dạng chuẩn nhá. Chúng ta luôn luôn sử dụng cái định dạng này. Có máy bạn nào bị in không? Nhớ là phải kiểm tra xem có phải cm hay không nhá. Mà có máy bạn nào bị in không? Nếu mà bị in thì bảo thầy, thầy sẽ hướng dẫn cách khắc phục nhá. Nếu như máy bạn nào bị in ấy thì các bạn làm như sau, vào phần file, chọn option. Có bạn nào bị in không? Thế thầy cứ hướng dẫn nhá, chẳng may nếu mà về nhà có bạn nào mà xem lại bị in thì làm nhá. Thì vào file, option, sau đó chọn đến Advanced, rồi kéo nó xuống, nhìn đến cái chỗ phần cm ở chỗ display này này. Chọn chỗ đoạn này là cm, nhấn OK thì nó sẽ chuyển về cm. Nào, bây giờ thầy sẽ kích vào phần khung của PageSetup, nó sẽ hiện lên này. Đấy. Kích vào đây, khung PageSetup hiện lên, thầy chọn là top 2 cm, right là 3, left là 3 cm, right là 1,5 cm. Và button là 2 cm. Paper thầy là khổ giấy A4, thầy chọn khổ giấy A4. Orientation chọn cho thầy là Portrait. Làm xong đến đây chưa các em? Nhấn OK. Được chưa ạ? Thì các em sẽ thấy nó định dạng lại tất tần tật chỗ khu vực này của các em rồi đây này. Bước tiếp theo, bước 3, đấy là các em lựa chọn phông chữ, cỡ chữ, căn lề. Được chưa ạ? Các em muốn lựa chọn cái này thì các em sẽ vào thẻ Home cho thầy. Kích vào thẻ Home. Được chưa ạ? Sau đó các em nhấn Ctrl A trước đã nhé. Nhấn Ctrl A để em bôi toàn bộ cái vùng dữ liệu của các em đã. Ctrl A để bôi toàn bộ dữ liệu, toàn bộ vùng dữ liệu để định dạng. Đấy, bước đầu tiên là phải làm cái này trước đã. Ctrl A trước, được chưa các em? Sau đó các em nhìn vào thẻ Home, nó có cái phần khung phông này này, các em chọn phông ở đây, đánh chữ Time New Roman cho thầy. Chỉ cần đánh chữ Time nó sẽ hiện ra, nhấn Enter. Và cái quyết định này của thầy nó khá là ngắn nên là thầy sẽ lựa chọn là kiểu cỡ chữ là cỡ chữ 13 các em nhé. Cỡ chữ 13. Đấy, thầy sẽ soạn văn bản là ở cỡ chữ 13 nhé. Các em làm được đến đây chưa? Em bị mất thêm công cụ gì anh nó mở. Em có chia sẻ màn hình nhiều không? Bạn nào đang nói nhỉ? Em có chia sẻ màn hình không biết anh? Em có, em mất cái công cụ. À, cái thước kẻ đấy gì? À, vâng, thước kẻ. Bây giờ nhà thầy sẽ hướng dẫn các em lấy thước kẻ nhá. Các em vào phần view cho thầy. Vào phần view, các em có nhìn thấy chữ ruler đây không? Các em tích vào chữ ruler này nó sẽ ra này. Ra chưa? Ừ. Ok. Căn lại Time New Roman cỡ chữ là 13, xong chưa các em? Đến đây xong chưa? Nhớ là phải Ctrl A trước đã. Đến đây xong chưa các em ơi? Xong rồi ạ. Rồi sau đó là các em căn lề cho thầy. Đây là căn khi các em soạn thảo này. Ví dụ như các em căn ở góc bên tay trái, căn giữa này, căn nó sẽ nhảy chữ các bên tay phải này, các em nhìn thấy không? Giữa này rất là xấu đúng không? Căn này rất là xấu đúng không? Các em muốn nó đẹp ấy, các em căn đều như này này, nó sẽ đẹp này. Đây này, đây là chúng ta chọn chế độ căn đều này. Nó sẽ đều cả hai bên, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Được chưa ạ? Tiếp, sau khi các em lựa chọn cái này xong, bước 4, căn giãn dòng. Căn giãn dòng thì các em vào phần layout cho thầy. À, đầu tiên là Ctrl A trước. Đầu tiên là các em Ctrl cộng A để bôi toàn vùng dữ liệu. Dữ liệu cần định dạng. Đấy, sau đó là các em vào layout cho thầy. Sau đó các em chọn paragraph. Nào, Ctrl A, layout, sau đó chọn paragraph cho đoạn này này. Thì các em kích vào cái chỗ ô nhỏ nhỏ để nó hiện lên paragraph. Các em đã làm được đến đây cho thầy chưa? Rồi, thì các em nhìn thấy mục cuối cùng nó có chỗ spacing này này. Nó có before và after. Thì các em chọn before và after là để cách giữa cái dòng trên với dòng dưới đấy. Thì bây giờ thầy sẽ để cái chỗ line spacing này là multiple. Các em chọn cho thầy là multiple. Các em chọn cho thầy là multiple. Được chưa? Sau đó chọn cho thầy ở đây là 1.3. Đánh hẳn chữ 1.3 nhé. Máy bạn nào mà không dùng được 1.3 thì 1.3. Được chưa? Sau đó nhấn OK. Các em thấy cái hiện tượng gì xảy ra giữa các dòng này, thấy không? Thấy nó đẹp mắt hơn không? Đây nhá, thầy quay lại nhá. Trước khi có định dạng các em nhìn thấy nó xấu không? Nhìn nó rất là díu dít vào với nhau đúng không? Nhưng khi thầy đã lựa chọn rồi, anh em nhìn này, nó giãn ra, nhìn nó đẹp mắt hơn, nó rõ hơn đúng không ạ? Nhìn nó thoáng hơn. Đúng chưa? Các em làm được chưa? Ctrl A, vào layout, kích vào paragraph. Các bạn khác xong chỗ đoạn này chưa? Sau khi xong thì bắt đầu bây giờ chúng ta tiến hành soạn thảo văn bản. Bước tiếp theo, bước 5, tiến hành soạn thảo văn bản. Đấy, các em phải chú ý là các em phải định dạng các bước, 4 cái bước đầu tiên này cho thầy trước đã. Rồi các em muốn soạn thảo cái gì các em soạn thảo. Đầu tiên đấy là lưu, sau đó chọn các kỹ thuật này trước. Thì đến lúc các em soạn thảo thì các em không cần phải căn chỉnh gì nữa. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ xuống một cái trang mới nha. Thầy sẽ soạn thảo cùng với các em. Rồi, nào, bây giờ chúng ta sẽ soạn thảo nhá. Các em nhìn thấy cái văn bản của thầy bây giờ là cái này nó chia thành hai bên như thế này đúng không? Một bên là Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, một bên là công ty. Nếu như các em cứ dùng dấu cách, các em đánh chỗ này xong dùng dấu cách nó lâu lắm, nó mất thời gian. Thì để làm cái việc này nhanh ấy, thì các em tạo ra hai dòng hai cột vào đây để chúng ta có thể soạn thảo được hết chỗ đoạn này nhé. Nào bây giờ thầy và các em sẽ cùng này. Bây giờ các em sẽ vào phần insert. Được chưa ạ? Các em vào phần insert. Các em nhìn thấy ở đây có table không ạ? Các em tạo cho thầy hai dòng hai cột như thế này. vào insert, tạo hai dòng hai cột, kích chuột vào đây. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được hai dòng hai cột như thế này, được chưa các em? Bây giờ chúng ta sẽ đánh ở bên này là gì nhỉ? Còn nhớ không? Đúng rồi, đánh chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nhớ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phải viết hoa nhé. Đấy, các em cứ đánh đi cạ nó, xong tí nữa chúng ta căn chỉnh sau. Tí thầy sẽ dạy các em cách căn chỉnh. Sau đó là độc lập tự do hạnh phúc là chữ thường nhá. Gạch này, tự do này, gạch này, hạnh phúc này, các em nhớ nhá. Là cái chữ độc lập thì chữ hoa, chữ cái đầu tiên là phải viết hoa. Cái gạch này thì các em cách ra, xong các em gạch, xong lại cách ra, xong viết chữ tự do thì chữ tự phải viết hoa, rồi lại cách, gạch, cách, chứ các em đừng ghi nó díu vào với nhau nhé. Nếu các em để nó díu vào với nhau nhìn nó sẽ rất là xấu đấy, được chưa? Nên những cái dấu gạch này các em cách ra đã, xong các em mới gạch thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Đấy. Tiếp đến là tên đơn vị chủ quản, ở đây là công ty đúng không ạ? Là viết hoa. Thường công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mai Trang. Đấy, thầy giả sử là công ty này đi. Cái bộ phận ban hành ra cái quyết định này là quyết định về có phụ cấp thì nó sẽ là bộ phận nhân sự các em nhé. Bộ phận nhân sự. Đấy. Thì các em đánh giống như thầy như này. Sau đó bên dưới này nó sẽ là số văn bản nhé, các em nhớ nhé. Số 01. Các em nhớ này, đối với số văn bản thì đầu tiên đấy là số thứ tự của văn bản. Sau đó đấy là quyết định. Sau đó là đến năm ban hành văn bản là 2022. Được chưa ạ? Sau đó là đến tên, nó là quyết định. Đấy, quyết định. Quyết định về khoản phụ cấp gì đấy của công ty Mai Trang. Quyết định của Mai Trang thì chúng ta viết tắt chữ Mai Trang. Đấy là ý nghĩa của con số, chứ không phải chúng ta thích thì chúng ta cho vào, mà chúng ta không thích thì chúng ta thôi. Được chưa? Sau đó bên này chúng ta sẽ để là Thái Nguyên. Ngày, các em phải ghi đầy đủ ngày tháng năm nhé. Các em không được ghi viết tắt đâu. Được ạ? Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Các em không được quyền viết là 01-01-2022 đúng nhé. Là sai đấy. Được chưa? Đấy, thầy chú ý tất cả những cái gì cần chú ý rồi đấy. Để các em đánh cho thầy như thế này đi. Giống cho thầy. Sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn cách căn chỉnh. Số quyết định xong đến QD xong đến gạch chéo. Thế thì bây giờ thầy sẽ check lại nhá. Nào, check lại chỗ đoạn này cùng với các em này. Quyết định thì chúng ta ghi nào. Đúng rồi, chúng ta sẽ không để năm. Quyết định của cái đơn vị nào thôi, đúng không? Số này, gạch này, tên của cái văn bản đấy là quyết định hay là cái gì đó, đúng không? Nhưng mà cái này là mình tự có quyền được đưa ra. Đấy, thế thì bây giờ thầy sẽ để lại là bỏ 2022 đi này, quyết định 01 QD của Mai Trang, ok chưa? Nào bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách căn chỉnh nhé. Các em lấy hết thanh thức kẻ ra, các em kích vào một ô ở bên trong cái nội dung. Các em nhìn lên trên, các em có nhìn thấy ở bên thanh thức kẻ chúng ta có dài đúng không ạ? Các em kéo lại như thế này. Các em kéo rộng cái này ra một xíu. Đấy. Thu hẹp lại cái này một xíu. Căn ra giữa cho thầy. Căn ra giữa. Thế còn chữ Thái Nguyên này chúng ta sẽ căn ở góc bên tay trái nhá, chứ chúng ta không căn giữa, được chưa? Thầy kéo rộng nó ra một chút như này nhá. Thầy chỉ chuột vào đây xong thầy kéo rộng xuống rộng một tí như này. Thầy bôi hai cái này, sau đó thầy vào layout. Thầy cho nó căn giữa như này để nó nhảy xuống như này, để nó đều. Đấy. Cái chữ độc lập tự do hạnh phúc này nó sẽ phải là cỡ chữ bao nhiêu các em nhỉ? 14. Đúng rồi, 14. Em sửa lên thành 14 cho thầy. Chỗ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nó sẽ là chữ gì ạ? Động, đúng không ạ? Bây giờ lại bị lỗi, bị dài quá rồi đúng không? Chúng ta lại kéo tiếp cái này nhỏ lại một tí nữa. Chúng ta lại kéo cái này ra một tí. Đấy, thì nó sẽ được như này nha các em nhé. Thái Nguyên này thì là chữ nghiêng đúng không ạ? Bôi vào đây. Rồi chữ nghiêng. Số này đậm lên. Bộ phận nhân sự cũng đậm lên. Chỉ riêng là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mai Trang này là chữ hoa, nhưng mà là chữ thường chứ không đậm. Đấy. Này chúng ta căn nó sẽ nhanh, nó đẹp. Khép xong chỗ này chưa? Bây giờ để làm mất cái viền này đi thì làm nào? Mất cái viền này đi thì các em kích vào cái ô vuông nhỏ nhỏ ở bên trên của cái viền này này. Đây này, kích vào đây. Nó sẽ lựa chọn hết tất tần tật. Sau đó các em kích vào thẻ Home. Ở cái khu paragraph chỗ đoạn trong thẻ Home ấy, nó có một cái cửa sổ, các em kích chọn vào cửa sổ này, các em chọn No Border thì nó sẽ mất hết đi border nhá. Máy bạn nào mà dùng bản 2013 đổ lãi thì có thể nó sẽ có cái led đứt chấm 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 ở đây, thì các em yên tâm là cái led đứt đấy là cái led đứt mà khi các em in ra nó không hiện ra đâu. Nhưng mà những cái bản đời thấp hơn nó sẽ để cái led đứt đấy để các em còn nhìn thấy được cái văn bản nó đang ở như đoạn nào nhá. Thế còn ví dụ như của thầy này là sẽ không nhìn thấy đâu, được chưa? Sau khi các em xong cái phần này thì các em kẻ cái đường viền cho thầy nhá. Muốn kẻ đường viền thì các em kích vào design, kích vào insert. Trong phần insert nó có cái phần shape này này. Đấy, các em kích vào cái shape này, kích vào cái line này. Đấy, sau đó các em thấy nó hiện lên một dấu cộng. Ở đây các em giữ chuột trái các em kéo nhá. Giữ chuột trái các em kéo. Đấy, các em kéo đi xong các em kích vào chữ layout này này. Hoặc kích vào design hoặc kích vào format. Bây giờ các em kích vào format. Cái này nó chưa được thẳng đúng không? Em kích vào format. Em đưa cái hay này nó về không thì nó lại thẳng tắp. Đấy, được chưa ạ? Tương tự như vậy, bộ phận nhân sự các em sẽ vào phần insert, vào phần shape, các em kích vào đây tiếp. Nó hiện dấu cộng và cái này các em chỉ kẻ một cái đường rất là ngắn thôi nhé. Đây, một cái đường rất là ngắn như thế này thôi, được chưa? Sau đó các em vào format, các em cho cái height này nó xuống về 0 cm thì nó sẽ thẳng tắp. Đây, như thế này thì gọi là soạn thảo đúng theo văn bản này, theo quy định của nghị định số 30 này. Bây giờ thầy sẽ dừng lại để cho các em soạn nhé. Chú bạn nào không hình dung ra số đoạn nào thì bảo thầy sẽ hướng dẫn cho. Ok nhá. Nào bây giờ thầy sẽ cùng xem cho bạn. Các em muốn kéo nó xuống thì các em kích chuột vào cái khung đi, em kích chuột vào cái khung đi, kích chuột vào bên trong bất kỳ một cái. Đấy, em thấy nó hiện lên ở bên trên cái chỗ thanh thước kẻ nó có một cái ô vuông ở bên trên không? Đấy, em chỉ chuột vào đấy, đúng rồi, em kéo đi. Đấy, hiện lên cái mũi tên em kéo đi. Kéo học bên hẳn sang bên trái nữa rồi thả tay nó vào chưa? Em cho nó căn giữa đi, của em nó chưa căn giữa rồi, em kích chữ vụ đánh lại đi. Đấy, đúng rồi, căn giữa. Hình như là của em đang bị có vấn đề đấy, thương mại và dịch vụ kia nó bị ấy kìa. Em kích vào trong ô ấy thì nó mới hiện được. Rồi và em kéo lại cái kia đi, kéo rộng ra một tí nữa đi, nữa rồi. Thương mại và dịch vụ kia của em nó đang bị có vấn đề đúng không? Để nguyên cho thầy cỡ chữ 13. 13 nó không có sẵn đâu nên em phải đánh. Rồi enter. Rồi, bây giờ em cái chữ thương mại và cái chữ và kia kìa. Em kích vào chữ và cho thầy, sau này nhấn enter xuống. Kích vào chữ và ấy. Ngay sát chữ và ấy, cái chữ V ấy. À em có biết không, ở đây này em nhìn thấy có một cái biểu tượng một cái mũi tên nhỏ nhỏ bên trên thanh công thức của em không? Em chỉ chuột vào cái mũi tên đấy cho thầy. Đấy đúng rồi, kéo nó về đằng sát với cái ô vuông này kìa. Nữa đi. Nữa. Đấy, sát về đấy, rồi dừng tay, thả tay ra. Em thấy không? Nó bị loạn lên chỗ đoạn đấy của em đấy, em kích lên chỗ trên công ty nữa. Cả cái chỗ công ty nữa, kích lên trên công ty. Đấy, kéo nốt về. Nó đang bị dài quá so với cái ô của em. Bình tĩnh. Quá rồi, đấy, đúng rồi, thấy về chưa? Rồi ạ. Vì nó bị quá so với ô nên thành ra nó bị như vậy đấy. Và kiểm tra lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Số các kiểu, bôi lại chỗ đấy đi, xong đánh lại thành cỡ chữ 13 cho thầy. Tất tần tật. Bôi hết toàn bộ chỗ đoạn đầu tiêu đề. Rồi, chuyển thành cỡ chữ 13 cho thầy. Đánh cỡ chữ 13 vào đấy. Enter. Rồi, tiếp theo là cái chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do, kích vào đấy cho thầy xem nào. Các bạn khác nhìn để xem nhé. Rồi, hai cái khung này nó về đúng chuẩn rồi. Bây giờ em kéo nó rộng ra một chút cho thầy. Kéo ở bên kia, đừng kéo chỗ đấy, kéo chỗ đấy nó lại mất đấy. Đấy, kéo đấy, chỉ chuột vào chỗ đoạn trên ấy. Kéo ra thì nó mới rộng ra được. Nữa đi. Hết cỡ rồi thì em kéo bên kia. Bên kia nó còn thừa rất nhiều kìa. Nữa đi. Nữa. Rồi, kéo lại chỗ góc kia chữ Việt Nam ấy để cho nó cân xứng. Rồi kéo rộng nó ra một tí nữa đi để cho nó nam lên. Rồi, được chưa? Rồi, chữ độc lập tự do bôi đậm lên. Rồi, cỡ chữ 14 hơn một cỡ. Enter. Đấy, thầy bảo cái chữ Thái Nguyên ai cho em được viết như kia. Thái Nguyên ngày tháng năm đầy đủ. Thái Nguyên phải ngày tháng năm. Không được viết 01 gạch 01 như kia, xóa đi. Các bạn khác không được viết ngày, viết chữ thường, không được viết chữ hoa chỗ đấy. Rồi, xóa hết chỗ đoạn đằng sau đi, sửa lại thành ngày tháng năm đầy đủ cho thầy. Các bạn không được viết cái kiểu là ngày gạch tháng gạch năm đâu nhá. Như này nó sai văn bản đấy. Cách ra. Chỗ tháng 01 em không cách rồi. Đúng rồi, em cho nó căn về bên tay phải đi. Căn về bên tay phải. Kích chuột vào đấy thôi, không cần phải bôi. Kích vào đấy, em chọn lại cái chỗ paragraph kìa. Đấy, đúng rồi, kích vào cái đấy. Em kích rồi, sau đó em chọn in nghiêng cho thầy. Nó là nghiêng, là chữ Y ấy. Rồi, số kia em cũng phải có dấu cách ra ở chỗ 2 chấm kia kìa. Cách đằng sau ấy. Đấy, đúng rồi, cách nó ra. Rồi, sau đó thì là em bôi đậm nó lên. Bôi hết đậm lên chỗ đấy. Cái đấy bôi đậm. Đúng rồi, căn giữa. Căn giữa, căn giữa mà. Đấy, nhìn vào căn rồi. Sau đó xuống cái chỗ Mai Trang kia, đánh chỗ bộ phận nhân sự cho thầy. Enter xuống. Đánh thêm bộ nhận. Enter xuống. Rồi, bộ phận nhân sự. Lần sau mà nó cứ bị tràn chữ như thế thì em chú ý là nhìn cái chỗ mà có mũi tên ấy, em kéo về là được nhá. Đậm nó lên cho thầy. Rồi, được rồi. Sau đó tiếp em đi ra ngoài. Rồi kích chuột lại vào trong cái... bôi toàn bộ lại cái bảng ấy. Để mình lại đấy. Kích vào cái bên trên kìa. Cái góc, cái ô vuông nhỏ nhỏ mũi tên 4 chiều ở bên trên của cái bảng của em ấy. Đúng rồi. Đấy, phải kích vào đấy mới được. Sau đó em nhìn vào thẻ paragraph ấy. Em nhìn thấy có ô vuông không? Đấy, đấy, đấy chính là cái đấy đấy. Chỉ chuột vào cái kia. Chỉ chuột vào cái mũi tên nhỏ nhỏ bên cạnh nó ấy. Để hiện ra các trường hợp. Chọn no border. No border. Rồi, kích chuột ra ngoài. Rồi, sau đó bây giờ em kẻ một đường line cho thầy bằng cách vào Insert. Xong đi thẻ Insert. Rồi, sau đó kích vào chữ Sharp. Sharp, đấy, kích vào đấy. Chọn cái đường kia. Đấy, đúng rồi, kích vào đấy. Rồi, kẻ cho thầy. Giữ chuột xong kẻ. Giữ chuột trái xong kéo. Kéo đi, kéo đi, kéo đi. Rồi, dừng lại. Quá rồi. Rồi, ok. Thẳng tắp rồi. Của em một phát thẳng tắp luôn. Em nhìn cái chữ 0cm chỗ đoạn kia kìa. Có nhìn thấy 0cm chỗ đoạn trên kia không? Đấy, đấy là em đã thẳng tắp rồi đấy. Bây giờ em kẻ tiếp cái bộ phận nhân sự. À, nhưng mà cái này của em nó đang không phải là màu đen đúng không? Muốn đổi màu kích vào đấy, kích 2 lần vào đấy. Rồi, kích vào chỗ format. Rồi, bây giờ đổi màu bằng cách kích vào chữ Sharp Outline kìa. Đấy, kích vào đấy. Kích vào đấy cho thấy. Chọn màu đen. Đấy, nó sẽ là cái màu đen, được chưa? Bây giờ em chọn tiếp vào Insert, vào Photoshop, em lại kẻ tiếp cho thầy. Đấy, bây giờ kẻ dưới bộ phận nhân sự ngắn thôi nhá. Nữa đi, nữa đi, nữa đi, một tí nữa. Rồi, dừng lại. Rồi. Nó chưa cân đúng không? Cho nó về 0cm đi. Không xóa, em có 2 cái mũi tên lên xuống thì em chỉ cần chỉ nó cắt tự xuống, được chưa? Bây giờ em đổi màu cho thầy này màu đen đi. Rồi, đấy, ok chưa? Đấy, các bạn khác cũng làm tương tự như vậy nhá. Còn nếu mà nó bị dính bên trên bộ phận nhân sự quá thì em kích vào đấy. Sau em dùng cái mũi tên ở trên bàn phím đi xuống, nó khác tự chạy xuống, em kích vào đấy đi. Em kích vào cái dòng kẻ ấy, mà chỗ bộ phận nhân sự ấy. Cái đường line đấy, em chỉ vào đúng cái đường line cho thầy đi. Kích vào đấy. Rồi bây giờ nó hơi bị shift đúng không? Em dùng cái mũi tên ở trên bàn phím ấy, em kéo xuống, nó khác tự động nó nhảy, nó chạy xuống. Đấy, thấy không? Em muốn sang bên trái, sang bên phải thì em dùng cái mũi tên thì nó khá tự động nó sang được nhá. Chứ không cần phải kéo bằng tay nữa. Các bạn khác nhìn thấy chưa ạ? Cái chữ độc lập tự do cũng thế. Em cho nó lui lên trên một tí. Cái đường line lui lên trên một tí. Đó. Rồi. Nhìn nó đẹp mắt hơn rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nào. Tắt chia sẻ màn hình cho thầy. Các bạn khác cũng làm tương tự như vậy nhé. Được, được. Bây giờ các bạn cứ chia sẻ và thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, mở to ra lên. Em đang để chế độ nhỏ rồi, em mở to lên cho thầy nhìn đi. Nó bé quá. thì như là đang để cái chỗ đang đọc cái sao ấy, chọn về cái chỗ mà gần thân. Không, bạn ấy để chỗ đấy là normal rồi đấy. Sao của bạn ấy lại bị bé thế nhỉ? Nên là em chọn ở đây. Thế thì em phải chọn vào view hoặc là review ấy. Úi dồi ôi, để chế độ như này thì sai mất chế độ rồi còn đâu. Chọn về A4 cho thầy. Chỉ bên trên chọn về A4, kéo nữa đi, lăn con chuột xuống, nữa đến dưới A4 rồi. Đấy, thẻ nào thì thấy nó khác thế. Bình tĩnh đã căn. Samojin ấy, cái bên cạnh paper ấy. Rồi sửa lại cho cái này đúng rồi, ok, nhấn ok đi. Rồi bây giờ phải sửa lại paragraph các kiểu, nó chạy lung tung hết rồi em ơi. Canchona đi, Canchona đã. Rồi bây giờ em quay lại phần, em kích vào chữ page up cho thầy, cái chỗ nhỏ nhỏ của cạnh page up ấy. Đấy đúng rồi, kích vào đấy. 2cm, 3cm, 2, 1,5 sang paper lại. Rồi nhấn ok. Rồi, sau đó em quay lại thẻ home. Chọn cỡ chữ 13 cho thầy. Đánh vào đấy cỡ chữ 13. Đánh, nó không có sẵn đâu, enter. Rồi, bây giờ em kích vào cái chỗ ô vuông nhỏ nhỏ ngay cạnh cái chỗ khung ấy. Em kích vào đấy thì để cho nó hiện lên được cái ô vuông nhỏ nhỏ ngay cạnh khung ấy. Ô vuông nhỏ nhỏ đã hiện lên rồi kìa. Em kéo lại cho thầy đi. Em kéo nó bị quá mất cái định dạng của thầy mất rồi. Chỉ chuột vào bao giờ nó hiện lên cái mũi tên hai chiều ấy thì mới được. Thì đấy, đúng rồi, kéo đi. Nữa. Bao giờ thầy căn ra giữa trang của em thôi chứ. Rồi, thả tay. Rồi, kéo lại cái chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kia cho thầy. Rồi, thả tay. Thế còn đầu kia em phải kéo lại cho thầy. Em kéo đến mức mà nó chẳng còn cái gì nữa nhỉ. 3cm, kéo nữa đi. Rồi, bây giờ kéo lại ngược lại cái đầu kia. Nữa. Rồi, quay lại đi, quay lại một tí nữa đi cho nó nhỏ nữa. Rồi, thả tay. Được chưa? Bây giờ căn cái đầu đi, căn ở giữa đi. Góc sát với cái ô vuông ấy thì nó mới hiện lên được. Đấy, đúng rồi. Kéo đi. Em cho nữa đi. Rồi. Thả tay. Rồi, ok, kéo chữ Cộng hòa lại cho to ra. Nữa đi. Rồi, dừng lại. Quá rồi. Em cứ căn làm sao nó ước chừng cái lề của em, khi nào mà em in ra nhìn cho nó đẹp mắt là được nhỉ. Thả tay. Đấy, được chưa? Nhìn nó gọn hơn không? Bây giờ chỉnh tiếp cho đến khi chữ Cộng hòa lên. Căn hết giữa cho thầy. Cộng hòa độc lập căn hết giữa cho thầy. Cả bên rồi. Giữa đi. Rồi, bây giờ em căn cho thầy làm thế nào để chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó lên trên đi. Kéo nữa đi. Kéo ra ngoài nữa đi. Nhỏ cũng phải chấp nhận nữa. Rồi, bây giờ nó bị nhỏ quá thì em kéo chỗ kia. Nó không được nữa rồi, đừng có kéo quá lại in nó không ra nữa đâu. Kéo chỗ thương mại dịch vụ đi, kéo cái giữa đi, cho nó nhỏ lại. Nữa đi. Nữa. Quá rồi, vừa vừa thôi, em ước chừng làm để cho cái chữ thương mại dịch vụ nó chỉ trên 2 dòng thôi. Thả tay ra xem nào, nữa đi, chưa được đâu. Thả tay. Đấy, bây giờ như thế được rồi, em kéo nốt cái chữ Việt Nam ra nữa thì nó lại có độ rộng để em kéo tốt. Được chưa? Em thấy không? Thái Nguyên này em cho căn bên tay phải. Đấy, đúng cái đấy. Rồi, bộ phận nhân sự đậm lên. Độc lập tự do hạnh phúc lên cỡ chữ 14. Rồi, bây giờ em kích vào cái chỗ ô vuông nhỏ nhỏ bên trên. Đấy, đúng rồi. Sau đó em kích vào paragraph. Nó có một cái cửa sổ kìa. Đấy, đúng chính xác, kích vào đấy, no border. Rồi, mất no border rồi, xong. Sau đó em vào phần insert cho thầy. Chọn sharp. Kích vào đấy, đúng rồi. Kẻ đường line cho độc lập tự do. Đừng sát quá. Rồi, kéo nữa đi. Quá rồi, kéo quay lại gần gần tí. Đúng rồi, thả tay. Đấy, em cho cái hơi kia thành 0cm đi. Đừng sửa như thế, tự nhiên lại phải mất công. Em phải thêm chữ cm, kích xuống dưới, kích cái mũi tên ấy. Đấy, ok, thẳng tắp rồi. Bây giờ đổi thành cái màu đen cho thầy. Vào chữ sharp outline kìa. rồi màu đen. Tương tự như vậy kẻ nốt một cái nữa cho thầy, cái và insert đấy, kích vào đây cũng được, kẻ luôn cho bộ phận nhân sự cho nó ngắn thôi, ngắn thôi, vào giữa đi, vào gần giữa đấy, đúng rồi, kẻ đi rồi, thả tay quá rồi, thả tay đi rồi, cái đấy nó ngắn thôi chứ nó không dài giống như độc lập tự do hạnh phúc đâu. Được rồi, 0702 kìa, cho nó về không, đúng rồi, cho thành màu đen. Màu đen chưa đấy, thầy vẫn chưa thấy, nhìn thấy nó màu đen rồi. Ok đấy, em thấy không, nhìn nó sẽ sáng sủa hơn đúng không? Thế còn em muốn mà nó cho về căn giữa một tí thì em kích vào, em bôi cả cái chữ cộng hòa xã hội đấy, bôi cả đi, em kéo lại cái đầu kia cho nó về góc bên đấy, kéo bên trên ấy, đấy, kéo nó về bên tay trái một tí để cho nó cân xứng với cái văn bản của em ấy, không nó bị lệch quá, em hiểu không? Nữa đi, cho nó về ra giữa đi. Đấy, thấy nó về ra giữa của cái văn bản của em chưa? Thấy bố cục được chưa? Đấy, sau này mình cứ căn chỉnh như thế để cho cái bố cục nó về đúng cái văn bản nhá.